Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp đạt 240.000 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp quy mô lưu hành đạt 1,21 triệu tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2024, đã có 183 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với khối lượng 174,76 nghìn tỷ đồng. Một số doanh nghiệp bất động sản được tháo gỡ về mặt pháp lý đã phát hành mới trái phiếu. Đó là những tín hiệu vui khi niềm tin của nhà đầu tư quay trở lại sau hàng loạt vụ huy động trái phiếu sai mục đích thời gian qua. Thị trường đã hạ cánh mềm, thì cái cục trái phiếu mà có vấn đề đấy thì về cơ bản đã được đàm phán giãn hoãn một phần. Thì đấy là, và trong thời gian tới thì nó vẫn là cái áp lực, nhưng mà tôi tin là sẽ các trái chủ cũng như là doanh nghiệp đã có phương án xử lý rồi. Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ tập trung làm sao tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là trong ngắn hạn và dài hạn. Về cơ cấu phát hành, trái phiếu ngân hàng vẫn chiếm lượng lớn bằng 68% tổng giá trị phát hành, đạt 136.500 tỷ đồng. Trái phiếu bất động sản đạt 43.200 tỷ đồng, chiếm 21,54%. Khối doanh nghiệp các lĩnh vực ngành nghề khác phát hành trái phiếu vẫn còn chưa nhiều. Các chuyên gia cho rằng, để đa dạng trái chủ, thay vì ngân hàng là lĩnh vực chủ yếu nắm giữ cổ phiếu như hiện nay, quan trọng nhất vẫn là minh bạch doanh nghiệp. Thực ra thì xếp hạng tín nhiệm là một cái tiêu chí mà đánh giá cái khả năng trả nợ của một doanh nghiệp trong tương lai. Và đấy là một trong những cái tiêu chí có thể nói là quan trọng bậc nhất cho một cái doanh nghiệp hoạt động trên thị trường. Giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng bàn nhiều về cái việc là xếp hạng trái phiếu, cũng như là cái việc là minh bạch và niềm tin các nhà đầu tư. Sẽ phải có những cái thông liên quan đến cái việc điều chỉnh nghị định 65, cũng như là chúng ta có thể đi hướng cái việc minh bạch hóa cái công bố thông tin đối với nhà đầu tư. Trong trung và dài hạn, cần tổ chức thực hiện tốt chiến lược tài chính đến năm 2030 cùng với việc ưu tiên hoàn thiện thể chế. Về phía nhà đầu tư, cần trau dồi kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, nhất là về các sản phẩm đầu tư, quy định của pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tìm hiểu đầy đủ thông tin về tổ chức phát hành, có thể thông qua nhà đầu tư tổ chức để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn, phù hợp.